Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn và Gấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì anh em thấy quen mà, đó chính là cái con nó y chang cái bộ vỏ của cái con mà em mới vừa lên hôm trước anh em ha. Đó chính là con Odo hai lỗ anh em. Đây là những chiếc đồng hồ đúng nghĩa xem giờ nha. Anh em mình bày chơi xem giờ là hết bài rồi. À, nó y chang cái coi như là gần giống nhau ha. À, của cái con mà em mới vừa bót. Rồi mỗi chiếc đồng hồ đều có cái mã số anh em. Con này nó mang cái mã của nó là 2L031 anh em ha. 2L031, cái thước chiều cao tổng thể của nó là 56,5, chiều ngang của nó là 40 và chiều sâu của nó là 17 cm. Giá giao lưu là 3.600.000 đồng anh em ha. 3.600.000 đồng bao gồm bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, cái này là rất quan trọng nha. À, bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc, chữ trắng mực đen nha. 3.600.000, còn bao gồm gì nữa anh em? Giao lắp tận nơi khu vực Sài Gòn anh em ha. Em ở Gò Vấp Sài Gòn. Và 3.600.000 sẽ free ship cho anh em 63 tỉnh thành ha. Có nghĩa là miễn phí ship cho anh em, ship tận giường cho anh em. Đó, anh em lưu ý những mức giá đưa ra nó sẽ kèm những cái điều kiện gì nha. Và cái vấn đề chơi đồng hồ là bảo hành là cực kỳ quan trọng nha anh em. Đó, nó thể hiện trách nhiệm của người bán đối với người mua nha. Thôi. Con này là con Odo hai lỗ anh em ha. Cấu hình của nó là chơi một cái gông vòng anh em, điểm chuông 30 phút và điểm bon ha. Tới giờ thì nó sẽ điểm theo đúng số tiếng của nó. À, rất đơn giản anh em. À, rất đơn giản. À, quan trọng vấn đề như là gì anh em, tất cả đồ bên em thì anh em thấy nó phải là sạch sẽ anh em ha. Đó, anh em rồi đây cái phần đầu trên vân gỗ sồi ha. Con đồng hồ nào em cũng có quay clip hết cho anh em mình xem ha, cho anh em mình có cái cảm nhận nó trước khi mà anh em mình quyết định mua rõ ràng và minh bạch anh em. Rồi đây anh em thấy vân gỗ sồi đây, nó nhấn nhá cái bông này. À, sạch sẽ hơn em, tương tất hơn em, đẹp hơn em. À, đây mặt trước của nó ha, đây là cái mặt hình chữ nhật ha, anh em mình hay gọi là Odo vuông ha. Đó, gỗ sồi. Rồi ở dưới là tiếng miếng kiến trắng thủy zin anh em ha, anh em thấy em mình trồng được ha. Ở đây là miếng kiến trắng thủy zin, zin theo đồng hồ ha. Em sẽ quay nhanh anh em ha, quay nhanh tại vì nó cũng như nó na ná nhau nè, đi chàng. À, rồi đây là cái phần hông ở bên phải nè. À, người mua cũng vui mà người bán cũng vui, không có gì mập mờ. Đồ bên em thì anh em sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt ha. À, em là lúc nào cũng trao chuốt cho cái sản phẩm của mình hết. À, 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu nó không quan trọng nè. À, quan trọng nhất là nó phải sạch sẽ, đẹp, tương tất, chỉnh chu. Đó là những tiêu chí anh em ha. Rồi đây bản lề đây nè. Bản lề đó, kiến đồ ngoài kiến trên kiến tam giác đầy đủ rồi, mặt số đây anh em. À, con này anh em thì anh em thấy nó sẽ có những cái vết tích thời gian nhỏ do quay kim anh em, nó đè cái kim quay nó sẽ có những cái vệt thế này anh em ha. Đó, rồi nó sẽ có những cái vết anh em thấy nó vết phai theo thời gian anh em thấy không, vết phai theo thời gian. Đó, cho nên cái mặt này anh em thì mặc dù là chữ vẫn còn y nguyên nha anh em. Đây cái logo của nó đây. Ờ, em đánh giá thì cái mặt này nó 8 điểm anh em. Ờ, 8 điểm thì nó thua cái con trước anh em ha. Cho nên là cái giá của nó sẽ thấp hơn cái con trước chút xíu. Đó. Bởi vì em nói anh em là cái mặt số là cực kỳ quan trọng, nó quyết định cái giá cả nữa nha anh em. Cho nên là anh em phải xem hàng là anh em phải xem kỹ nha. Kỹ từng chi tiết ha. Đó, coi như là mình sẽ đánh giá tổng quan một cái con đồng hồ thì mình mới thấy được cái giá trị của thật của nó. Có nghĩa là cũng hai con y chang nhau hết, nhưng tại sao cái con này á cái giá nó thấp hơn cái con kia, nó giá nó cao hơn, có nghĩa là những cái chi tiết thì nó sẽ thua cái con kia anh em ha. Thì cái mặt này em đánh giá nó là 8 điểm ha. Này logo đồ nó không có tích thời gian nè, đó có tích thời gian. Đó, mặc dù là chữ của nó vẫn còn xem rất là rõ anh em ha. Đó, anh em còn cái bếp mà người ta đè kim nè. Đó, còn bếp dành là bếp dạng con anh em ha, mặt số zin nha. Đó, mặt số zin 8 điểm rồi nè, không bằng cái con kia ha, con kia là 10 điểm. Rồi bắt đầu anh em mình xuống rồi ốc. Đó, ốc cầu rồi đây chìa khóa zin Odo anh em ha, đây chìa khóa zin Odo, chìa khóa zin Odo, ốc chân tường ốc để gài cái quả lắc khi mà vận chuyển anh em ha, đầy đủ ha. Đó, thùng zin đầu zin là nó phải chỉnh chu anh em.
Rồi đây ốc chân tường này, cái này là cực kỳ quan trọng nha. Rồi đây là phần quả lắc nè, quả lắc may rùa anh em ha, bóng lưỡng soi gương anh em thấy em mình trồng đó, quả lắc soi gương nha anh em, rất đẹp. Quả lắc may rùa rất đẹp. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy này mấy sao à? Nó chạy một chiếc máy Odo 24 ha anh em ha. Bách dầu. Còn phải nói là mới ơi là mới luôn. Quá trời mới anh em ạ. Rất là đẹp anh em. Đó, và chiếc máy là được bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc cho nên đó là có sự khác biệt nha. Em là lúc nào cũng vậy hết. Bên em là chuyên về sửa chữa máy móc cho nên là về cái vấn đề phần máy này. Một khi đã là khách hàng bên em rồi thì anh em đi chơi là nó yên tâm ha. Chứ em mà không có lau dầu ở trong ca rồi kia nha. Rồi cho anh em mình thưởng thức nha, âm chuông của nó. Âm chuông của nó đây, điểm chuông 30 phút nha anh em, điểm bon. Anh em thấy nó ngưng ghê không anh em? Nó ngừng ngày ghê không, mặc dù là nó điểm giờ thôi anh em ha, cực kỳ đơn giản ha. Và cái máy này thì nó thôi nó chạy có hai lỗ anh em, cho nên là cái độ bền của nó là cực kỳ cao anh em ha. Quan trọng nhất vẫn là cái bảo dưỡng ngay từ lúc ban đầu anh em. Khi mà anh em đã bảo dưỡng hoàn hảo một chiếc máy đồng hồ rồi thì cái độ bền của nó cực kỳ cao anh em. Ok anh em, với mức giá là 3.600.000 đồng anh em ha, đã bao gồm bảo hành và vận chuyển. Nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Con này là về xem giờ là đúng nghĩa luôn nha anh em, hết bài luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.